Vợ chồng cãi nhau. Anh chị vẫn quyết định sẽ ly hôn chứ? Tôi đồng ý. Anh chị vui lòng điền hết thông tin vào đây. Alo, tôi nghe. Phụ huynh của bé Thi à? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của nhà Thi. Chị tới trường ngay nhé. Thi đang bị sốt cao lắm. Sao? Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ tới ngay. Tôi phải tới trường con bé Thi bây giờ. Cô giáo nói nó đang sốt cao. Hả? Xin lỗi, tôi có việc phải đi gấp ngay bây giờ. Con gái tôi đang ốm. Hôm sau tôi sẽ quay lại giải quyết thủ tục. Tôi cũng đi cùng, xem con bé thế nào. Vậy ngày mai anh chị quay lại cũng được ạ? Cô giáo à, con bé Thi nhà tôi sao rồi? Thi bị sốt cao. Y tá đã cho con uống thuốc hạ sốt rồi. Bây giờ gia đình nên cho cháu tới bệnh viện khám xem sao. Bé Thi đâu rồi cô? Thi vừa nằm ở đây cơ mà. Ba mẹ, con đang ở một chỗ đặc biệt, nơi ba mẹ đã cho con đến hồi sinh nhật 6 tuổi. Con chờ ba mẹ tới đón con về. Nhã Thi, cụ trông con cái kiểu gì mà con ốm sốt cũng không biết. Cô có làm gì khiến Thi buồn không? Mà sao nó lại bỏ đi như thế? Chắc hẳn con bé đã cố tình làm việc này. Nó đã làm trò này mấy lần rồi. Vậy là nó biết. Hôm nay là ngày chúng ta chính thức ký đơn ly hôn ở tòa án. Trưa rồi, ba mẹ không tới đây thật sao? Định bỏ mặc con sao? Cô thật vô dụng, nãy giờ đi bao nơi mà không tìm thấy, không biết con bé thế nào rồi. Anh giỏi thì sao không nghĩ đi, lấy nhau hơn chục năm mà có nhớ tí gì về những ngày kỷ niệm đâu. Con ở đây. Thi, con đi đâu thế? Dừng lại. Điên thật rồi, cô có chắc là nhìn thấy con bé chạy vào đây chứ? Anh có ý tưởng nào tốt hơn việc cứ cào nhào mãi không? Suốt cả buổi chiều đi theo cô mà vẫn không tìm thấy con bé. Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy? Thấy anh làm ba tốt lắm hả? Có khi nào anh về nhà được trước 10 giờ tối chưa? Một tuần, anh ăn cơm với mẹ con tôi được mấy bữa? Tôi đi làm chứ không phải là đi chơi. Sau khi yêu, cô nhu mì bao nhiêu, giờ lại lắm lời vô lý bấy nhiêu. Phải, tôi thế đấy. Thế nên tôi với anh mới phải ra tòa ly hôn. Nếu hôm nay không đi tìm bé Thi, chúng ta đã giải thoát cho nhau được rồi. Wow, chỗ này hay quá ba mẹ ơi. Ôi, sao con lại béo ú thế này? Bây giờ lại nhỏ xíu như người tí hon vậy. Ôi, gương này là mặt méo nè. Thi à, hôm nay là sinh nhật của con. Ba mẹ muốn đưa con tới một nơi thật đặc biệt. Đây chính là nơi ba đã cầu hôn với mẹ đấy, con gái. À, là nơi mẹ quyết định lấy ba để sinh ra Thi đúng không ạ? À? Mẹ, thế ba đã nói gì với mẹ thế? Ba đã dẫn mẹ tới đứng trước các tấm gương kỳ diệu và nói, cho dù mai này, dáng hình có thay đổi, cuộc sống có tròn vẹn hay méo mó như những hình ảnh trong gương, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua hết cuộc đời này em nhé. Ba nói hay quá, hoan hô ba mẹ. Ba mẹ và Thi sẽ yêu nhau mãi. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày ba mẹ cưới nhau đó. Mẹ, mẹ đừng ly hôn nha. Ba, ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Con mặc áo của ba vào, mà con lại cố tình không mặc áo ấm để bị ốm đúng không? Hư lắm. Con xin lỗi vì đã cố tình mặc lạnh để mình bị ốm. Con muốn ba mẹ về với nhau để con được có cả ba và mẹ. Mẹ biết con rất buồn, nhưng mẹ xin lỗi con gái. Giữa ba và mẹ không còn được như ngày xưa nữa con à. Ba mẹ đã ly hôn rồi. Không, đây là nhà gương kỳ diệu mà. Nhà gương kỳ diệu sẽ làm cho gương vỡ lại lành. Ba làm lành với mẹ đi ba. Những khó khăn và mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống có thể làm tình yêu biến dạng và méo mó như người ta vẫn nói, hôn nhân giết chết tình yêu. Con gái đã dùng sinh mạng của mình để thức tỉnh chúng tôi, nhắc chúng tôi nhớ về lời thề ước năm nào. Cảm ơn con, nhờ có con, ba mẹ đã dành cho nhau một cơ hội để quay đầu. Tiếng mưa ngày xưa.
Hôm nay vợ chồng cô chú có việc bận không về ăn cơm đâu nhé. Dạ. Cháu nhớ cho bà uống sữa và uống thuốc đầy đủ nhé. Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Ủa, hình như trời mưa rồi. Trời mưa rồi. Mẹ lại bắt đầu rồi, mệt ghê cơ. Bà ơi, bà lại định làm gì thế? Mưa rồi, tôi phải đi kẻo trễ. Mẹ đợi tạnh mưa rồi, muốn đi đâu cháu Hoa sẽ đưa mẹ đi. Bây giờ mẹ ra ngoài sẽ ốm mất. Nhưng tôi phải đi. Cô mau đưa bà vào phòng đi. Vâng ạ. Bà ơi, bà vào trong phòng nhé. Bà ra ngoài sẽ ốm đấy ạ. Không, tôi phải đi không muộn mất. Phải đi thôi, không trễ giờ mất. Cháu trông bà cẩn thận. Đang mưa không được để bà ra ngoài đâu đấy. Lát nữa chú sẽ gọi điện về. Vâng ạ. Mẹ cứ bình thường thì không sao, nhưng cứ có mưa là lại nhất quyết đòi ra ngoài. Không hiểu vì sao nữa nhỉ. Anh cũng không hiểu sao mẹ lại đặc biệt nhạy cảm với tiếng mưa như vậy nữa. Mẹ bị lẫn lạ quá. Đúng là bệnh của tuổi già. Đến khổ. Mà dạo này trời hay mưa bất chợt lắm. Tự nhiên lại mưa to thế chứ. Alo. Chú ơi, cháu xin lỗi. Bà, cháu để lạc mất bà rồi. Cháu nói gì? Sao lại lạc được? Cháu đang đưa bà đi dạo thì trời đột ngột mưa to. Cháu liền đưa bà vào một mái hiên bên đường trú mưa. Trời mưa to mà bà cứ đòi đi, nên cháu tính mua cái áo mưa cho bà mặc. Lúc đó nhiều người cũng xúm vào mua. Cháu vừa trả tiền xong thì đã không thấy bà đâu nữa rồi ạ. Sao cháu lại bất cẩn như thế được cơ chứ? Cháu xin lỗi, cháu thật sự không cố ý. Bây giờ cháu sẽ đi tìm bà ngay ạ. Trời ơi, bao nhiêu là việc, bây giờ biết tìm thế nào? Anh à, em mới nghe tin, anh đừng quá lo. Chúng ta sẽ chia nhau đi tìm mẹ, chắc mẹ chưa đi xa được đâu. Em thử gọi điện cho họ hàng xem mẹ có tới chỗ họ không. Anh sẽ đi vài chỗ quen thuộc mẹ hay tới để tìm xem. Vâng, cứ thế nhé, có gì báo tin cho em. Tìm khắp nơi mà không thấy mẹ ở đâu hết. Mẹ đi đâu được cơ chứ? Alo. Xin hỏi ông có quen biết bà cô tên là Loan không ạ? Có, đó là mẹ tôi. Xin hỏi mẹ tôi có ở đó không? Mẹ ông đang ở cạnh tôi. Ông có thể đến đây đón cụ luôn được không ạ? Tôi sẽ đến ngay. Xin hỏi anh ở đâu ạ? Mẹ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh thì không biết đến khi nào tôi mới tìm được bà. Không có gì đâu, may là bà có đeo túi có số liên lạc của anh, nên tôi mới biết đường gọi cho anh đấy chứ. Mà anh thấy mẹ tôi ở đâu thế? Ở gần đây thôi, tôi đang vội chạy về, thì thấy bà cụ đứng co ro ở trước cửa trường tiểu học Bình Minh. Bà cứ nhìn vào đó như đang chờ đợi ai vậy. Mà bây giờ học sinh được nghỉ hết rồi mà. Trường tiểu học Bình Minh, đó là ngôi trường tôi từng học ngày bé. Mẹ lúc nào cũng thế, mẹ nói mà không làm gì cả. Ừ, mẹ xin lỗi, mẹ bận quá nên không đến đón con sớm được. Lần sau mẹ sẽ thu xếp đến sớm hơn nhé. Thằng bé sốt cao quá, nó đang sắp ốm, sẵn lại bị dính mưa to nên mới nặng như thế này. Hãy cố lên con, mẹ sẽ không bao giờ để con phải đợi nữa đâu. Thì ra trận ốm nguy hiểm năm ấy của mình vẫn còn ám ảnh mẹ. Vì thế mà mẹ cứ đòi ra ngoài khi trời mưa. Thế mà mình không hay biết gì. Mẹ, con xin lỗi. Con sẽ không để mẹ phải lo lắng vì con nữa. Cô chú đi làm ạ? À, tí nữa thì quên ô. Con đã mang ô rồi. Mẹ không phải lo đâu nhé. Ừ, mang rồi là tốt. Cháu trong nhà cẩn thận. Nếu ở nhà có mưa thì nhớ gọi điện cho chú nhé. Vâng. Từ ngày chú hay gọi cho bà lúc trời mưa là bà đỡ hẳn không đòi ra ngoài nữa đâu ạ. Tâm tư của con. Bảo về luôn mà giờ này vẫn chưa về là sao? Có chuyện gì mà em gọi anh về gấp vậy? Việc quan trọng em mới gọi anh chứ. Chiều nay cô giáo thằng Huy vừa hẹn em đến trường gặp. Đây là thư mà em Huy gửi cho bạn gái trong lớp. Chị xem đi ạ. Thư ư?
thư với lời lẽ hết sức tình cảm. Tôi nghĩ ở tuổi của cháu, việc có tình cảm với bạn gái là quá sớm. Thế nên tôi mới gặp chị để gia đình có hướng xử lý đối với cháu. Đây, anh xem đi, con trai anh đấy, mới học lớp 7 mà đã yêu với đương rồi, thư với giả tình, còn học hành gì nữa. Đây là lời một bài hát thôi mà, có phải thư tình đâu. Để lát anh bật cho em nghe nhé. Lời bài hát? Nhưng mà chúng nó cũng phải có ý với nhau thì mới gửi lời bài hát tình cảm cho nhau như thế chứ. Em thấy việc này hết sức nghiêm trọng, phải giải quyết ngay, không thì hỏng anh ạ. Thế em định làm gì? Cứ chờ thằng Huy đi học về đã, em sẽ hỏi cho ra lẽ. Huy ơi, từ giờ mẹ cấm con chơi với con bé Hải Ly, con nghe chưa? Sao lại thế ạ? Sao mẹ lại cấm con? Con không cần hỏi, việc của con bây giờ là phải học, biết chưa? Mẹ mà còn thấy con chơi với nó là mẹ phạt nặng đấy. Mẹ thật vô lý. Huy, chờ tớ về cùng với. Thôi, tớ có việc phải về trước đây. Cậu ấy bị sao thế nhỉ? Phương này, anh nghĩ em làm thế là không đúng đâu. Sao anh lại nói thế? Em không nên cấm con chơi với Hải Ly. Em càng làm như thế, thằng bé càng bức xúc thôi. Thế không cấm nó, để nó yêu đương rồi học hành sa sút thì sao? Anh nghĩ, ở tuổi bọn nó đã biết yêu là gì đâu, chỉ là tình cảm quý mến nhau thôi. Em đừng nhạy cảm quá. Hơn nữa, đây lại là độ tuổi dở dở ương ương. Nếu như em không khéo, thì sẽ làm mọi chuyện rối hơn thôi. Em nghĩ là em cấm con được sao? Con nó đang độ tuổi tò mò, càng bị cấm, nó càng tìm cách để trốn em. Lúc đó, con sẽ ở trong tâm trạng lo sợ vì bị phát hiện. Nó cũng chẳng thể chuyên tâm học hành được. Thật thế sao? Vậy bây giờ mình phải làm sao hả anh? Anh nghĩ thay vì cấm, chúng ta sẽ hướng cho con theo chiều tích cực hơn. Huy ơi, ba vào được không con? Dạ, ba vào đi ạ. Huy này, ba nghe nói ở lớp con thích bạn Hải Ly à? Sao ba lại hỏi thế ạ? Có sao đâu con, ngày xưa đi học ba cũng thích mấy bạn cơ. Thật hả ba? Chứ sao, nhưng con không được nói với mẹ đấy. Ngày đó ba thích bạn Lan Anh ngồi cạnh, bạn ấy vừa xinh lại học giỏi. Thử hỏi sao ba không thích cho được? Bạn Hải Ly cũng thế ba ạ, vừa xinh vừa giỏi, con quý bạn ấy lắm. Nhưng mà mẹ lại cấm con chơi với bạn ấy ba ơi, con chán lắm. Đó là mẹ con lo con còn nhỏ, con mãi chơi, sợ chuyện đó ảnh hưởng đến việc học của con thôi. Nhưng mà... Con có muốn ba quân sư cho con hay không? Quân sư ạ? Con có muốn mẹ không cấm con nữa không? Có chứ ạ. Con thích bạn Ly vì bạn ấy xinh xắn, học giỏi đúng không? Vâng ạ. Thế còn bạn ấy thì sao? Bạn ấy quý con không? Con cũng không biết ạ. Con có muốn bạn ấy cũng về nói với ba mẹ mình rằng ở lớp bạn ấy cũng thích một bạn vừa đẹp trai lại vừa học giỏi không? Nếu như con không giỏi bằng bạn ấy thì bạn ấy sẽ có tình cảm với bạn khác học giỏi hơn con thôi. Chẳng ai lại thích một bạn mãi chơi học kém cả. Nếu như con vẫn đảm bảo kết quả học tập tốt, thì ba tin mẹ sẽ không cấm con nữa. Không những thế, bạn Hải Ly sẽ càng quý và nể phục con hơn. Con thấy cách của ba hay không? Ba nói đúng ạ. Thế nên cách tốt nhất là con phải học tập tốt, không để việc học sao nhãng. Bạn bè quý mến nhau là phải cùng nhau học tốt, chứ không phải làm những việc chưa phù hợp với lứa tuổi. Con có hiểu ba nói gì không? Con hiểu rồi ba ạ. Con sẽ làm theo lời ba. Ngoéo tai nào, không được nuốt lời đâu nhé. Con hứa mà. Thôi khuya rồi, con ngủ đi, mai còn đi học sớm. Dạ, chúc ba ngủ ngon. Chiều nay cậu đến nhà tớ học nhóm nhé. Ừ.
giấc mơ tuyệt đẹp. Vậy là xong rồi. Thợ vẽ mô tô có nhà không? Chà, bác đến đúng lúc quá. Tôi vừa vẽ xong được hàng lần trước. Để tôi xem nào. Giấc mơ vẽ rất tỉ mỉ. Đây là đơn đặt hàng lần này. Có ít thôi, nên cậu vẽ nhanh để tuần sau tôi qua lấy luôn nhé. Sao gần đây đơn đặt hàng lại ít hẳn đi thế hả bác? Tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ bây giờ người trần gian ít cần đến giấc mơ đẹp như trước. Thế nên số lượng đơn đặt hàng ngày càng ít. Người trần hay thay đổi lắm. Nay thế này, mai thế khác mà. Tôi tưởng cuộc sống nhiều áp lực thì mọi người càng muốn có nhiều giấc mơ đẹp hơn chứ. Ai lại muốn mơ ác mộng bao giờ? Vậy thì có thể là mọi người không hài lòng với giấc mơ mà cậu vẽ cho lắm. Hay là cậu chuyển sang vẽ những giấc mơ không để lại ấn tượng gì. Mơ xong rồi quên. Như thế người ta cũng chẳng bị áp lực gì. Bây giờ loại đó bán cũng chạy lắm đây. Tôi chỉ muốn vẽ những giấc mơ đẹp thôi. Để con người khi mơ về nó đều cảm thấy có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Tùy cậu thôi, nhưng chắc vì con người đã thích những giấc mơ đẹp đẽ của cậu. Tôi khuyên cậu thật lòng, phải biết lựa theo thời thế thì mới tồn tại được. Chẳng lẽ bây giờ con người không cần đến những giấc mơ đẹp đẽ nữa sao? Phải chăng mọi người không thích những giấc mơ mình vẽ? Có lẽ mình phải chuyển sang vẽ những giấc mơ vô thưởng vô phạt mới phù hợp với xu thế. Cậu có phải là mô tô thợ vẽ giấc mơ phải không? Dạ, chính là cháu ạ. May quá, cuối cùng tôi cũng tìm được đến đây. Cậu làm ơn bán cho tôi một giấc mơ có được không? Mời ông vào trong nhà đã ạ. Tôi được biết là cậu không thích tiếp xúc với bên ngoài, chỉ thích chuyên tâm vẽ giấc mơ nên mới chọn nơi xa xôi này để ở. Tôi không có đủ tiền để mua giấc mơ đẹp ở bên ngoài nên đành lặn lội tìm đến tận đây. Tôi chỉ có từng tiền này thôi. Cậu vẽ giúp tôi một giấc mơ nhé. Ông không cần đưa nhiều thế đâu ạ. Số tiền này đủ để mua giấc mơ rồi. Không thể nào. Bên ngoài để mua một giấc mơ đẹp phải trả gấp đôi thế này còn chưa đủ. Số này chỉ đủ mua giấc mơ không đầu không cuối mà thôi. Ông nói sao? Chứ không phải vì bây giờ người ở hạ giới không còn thích giấc mơ cháu vẽ nữa sao? Cậu nói gì lạ thế? Ai cũng thích những giấc mơ cậu vẽ cả. Chúng rất đẹp, tươi sáng lại tràn đầy hy vọng. Nhưng chúng quá đắt nên không phải ai cũng mua được. Thật như vậy sao? Thật chứ. Chỉ những người có điều kiện mới có thể mua được những giấc mơ đẹp cho con cháu của họ nơi trần thế mà thôi. Còn những người nghèo như tôi thì không có đủ tiền để mua chúng. Tôi có một đứa cháu gái rất có khiếu ca hát. Con bé sắp tham gia vào cuộc thi tìm kiếm giọng ca vàng. Nhưng gần đây nó bị áp lực rất nhiều. Tôi với con bé tuy âm dương cách trở, nhưng lúc nào tôi cũng dõi theo nó, chỉ mong nó được vui vẻ. Thế nên tôi rất muốn nó có được giấc mơ đẹp trước kỳ thi. Cháu hiểu rồi, ông cứ yên tâm, cháu sẽ vẽ một giấc mơ thật đẹp cho cô bé. Vậy thì tốt quá, cậu nhận tạm số tiền này nhé. Không, ông hãy cất tiền đi. Nếu không nhờ có ông, cháu đã không biết được những bức vẽ của mình đang bị người khác lợi dụng. Bức vẽ giấc mơ này cháu xin được tặng ông. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cháu vẽ xong rồi, ông hãy đem cho cô bé ấy nhé. Con bé đang rất hạnh phúc, hy vọng rằng giấc mơ này sẽ giúp nó tự tin hơn trong kỳ thi ngày mai. Ông có thể giúp cháu một việc được không ạ? Có việc gì cậu cứ nói. Cứ cái đà này thì chả mấy chốc mình sẽ giàu to. Cái gì thế kia? Sao các người lại đến được đây? Chúng tôi đã biết thủ đoạn của ông rồi. Chúng tôi sẽ không bao giờ mua giấc mơ qua ông nữa. Ông thật quá tham lam, lợi dụng thợ vẽ tranh và lòng tin của mọi người để trục lợi cho bản thân.
từ bây giờ sẽ không ai tin ông nữa đâu. Trời ơi, tiền của ta, giấc mơ của ta. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.